Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh lở cổ rễ hay còn gọi là bệnh thối gốc, héo rũ, héo khô, héo cây con nha quý vị nhé. Đối với lại cái nội dung của cái chương trình bệnh héo rũ này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về triệu chứng của bệnh lở cổ rễ chết rạp cây con, tác nhân gây bệnh lở cổ rễ chết rạp cây con và một số cái bệnh hoặc là cái tên gọi khác của bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây ra, bệnh lở cổ rễ, héo cây con, hỏng củ trên cây khoai tây và bệnh lở cổ rễ héo cây trên cây cà chua, rồi bệnh thối gốc héo cây trên cây họ bầu bí dưa và bệnh lở cổ rễ ở cải bắp, bệnh lở cổ rễ ở cây bông cải và phòng trị bệnh lở cổ rễ héo cây con Rhizoctonia solani trên các cái cây trồng, và 10 là cái biện pháp phòng trị về bệnh hóa học. Đó là một số cái nội dung chúng ta sẽ trao đổi trong cái video này nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung nhé. Về cái triệu chứng của bệnh lở cổ rễ thối gốc, héo rũ, thối héo khô hay là héo rạp cây con đó, thì cái bệnh nó có thể tấn công trong suốt các cái giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt hại nặng cho cây, cây con là chủ yếu, thường xảy ra ở các cái khu đất cũ đã phát hiện bệnh và ẩm độ cao, nhiệt độ thích hợp để nấm nó phát triển là từ 25 đến 30 độ C. Cái cây con đó thì cái cổ thân nó bị úng và teo tóp lại, cây nó bị ngã ngang nhưng lá vẫn còn xanh tươi, sau đó mới héo lại. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5 đến 10 ngày đầu sau khi gieo. Và cái cây lớn thì bệnh xâm nhiễm ở thân, nhất là ở phần gốc thân, làm cho cái mô vỏ bị thối nâu hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều đặn và có màu nâu đỏ. Phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân bị nứt ra, lá héo khô rồi rụng dần. Cây bị nhiễm bệnh lá rũ có thể bị gãy, cây chậm phát triển và thường bị chết. Cái bệnh được nhận diện dễ dàng nhờ vào các cái dấu hiệu của bệnh, đó là các cái sợi nấm, hạt nấm của nấm gây bệnh. Chúng đã phát triển ngay trên các cái vết bệnh ở gốc thân, phát triển lây lan trên thân và vùng đất quanh gốc ra cây, rễ bị thối và thường có màu nâu đỏ. Tuy nhiên, ở ngoài đồng thì cái bệnh này nó thường dễ nhầm lẫn với cái thiệt hại do ruồi đục thân ở trên cây đậu nành, có thể phân biệt nhờ vào các cái dấu hiệu bệnh nêu trên. Bệnh cũng thường xuất hiện cùng với thiệt hại do ruồi đục thân, do điều kiện thời tiết nóng ẩm và phù hợp cho cái loại dịch hại này nó gây hại. Và cái tác nhân gây hại bệnh héo cây con hay là héo khô thì cái bệnh do nấm Rhizoctonia solani khun gây hại giai đoạn sinh sản hữu tính là cái Thenalatebrut cucumiris thuộc cái nhóm nấm đảm. Và cái sợi nấm nó màu trắng, hạt nấm nó màu trắng lúc mới thành lập, sau đó nó có màu nâu, vàng hoặc là nâu đen. Hạt nấm hình cầu, có bề mặt trơn, láng, kích thước từ 1 đến 2 mm. Đây là hai cái dạng lưu tồn và lây lan chủ yếu của cái mầm bệnh trên cái cây trồng của chúng ta. Và một số cái bệnh hoặc cái tên gọi khác của bệnh do nấm Rhizoctonia solani khun gây ra. Thứ nhất là bệnh héo xanh và héo vàng trên cây khoai tây, bệnh chết cây con trên cây ớt, bệnh khô vằn trên cây hồ tiêu, lúa, ngô, bệnh rụng lóng, chết dây hồ tiêu, bệnh héo cây con, héo khô trên đầu tương, bệnh lở cổ rễ, vân vân. Và cái cây lạc bị bệnh lở cổ rễ, héo cây con Rhizoctonia solani là cái hình này không quý vị ha. Và chúng ta thấy cây lạc bị nhiễm bệnh thì cổ rễ gần ở dưới gốc nó có vết thâm, sau đó cổ rễ nó bị thối đen, teo lại và cây đổ ngã và héo chết. Cây lớn cũng có thể bị nấm xâm nhập vào rễ chính, sau đó lan sang các cái rễ phụ làm cả bộ rễ bị thối, cây sinh trưởng kém dần rồi héo rồi chết. Bệnh lở cổ rễ héo cây con hỏng củ hại trên cái cây khoai tây. Thì đây là cây khoai tây, chúng ta thấy rằng là nó cũng có cái nấm xâm nhập vào trong củ từ khi ở ngoài đồng hoặc là sau thời gian bảo quản. Sợi nấm tắc có các cái bó mạch làm cho cái cây bị héo rũ và củ khoai bị thối đi. Và cái biện pháp cái bệnh nó phá hại ở rễ, mầm, củ và thân. Khi mà nấm nó xâm nhập vào củ thì làm cho cái củ không nảy mầm được hoặc là cây con bị héo rũ ngay. Rễ và thân giáp mặt đất có nhiều cái u sần sùi, vết bệnh có màu nâu bao quanh, sau đó bị thối. Những cái cây bị bệnh thì nó thường gây ra cái củ nó khí sinh ở ngay cái nách lá hoặc là không có củ, sau đó ít lâu thì nó sẽ chết. Vết bệnh trên củ thì nó có màu nâu sẫm, cứng, có kích thước và hình dạng khác nhau. Khi nấm phát triển mạnh có thể biến thành hạt nấm, có màu nâu đậm và rất dễ rụng. Nếu mà trời ẩm ướt thì trên cái vết bệnh nó có cái lớp nấm trắng ngà không vậy ha. Và đối với cái bệnh lở cổ rễ héo cây trên cái cây cà chua, thì cái cây cà chua chúng ta thấy rằng là khi bị lở cổ rễ héo cây là như thế này. Và cái cây cà chua nó bị bệnh lở cổ rễ héo cây do cái Rhizoctonia solani. Cái vết bệnh nó thường gây hại ở cái phần gốc
ngay trên mặt đất, và nấm nó tấn công vào gốc làm cho cái gốc cây nó bị thối nhũn và cây nó bị gãy gục xuống, và cái phần cây bên trên nó thì nó vẫn còn tươi xanh sau khi mà cây nó gãy gục, phần trên mới bị héo và nó sẽ chết đi. Và cái bệnh thối gốc héo cây trên cái cây họ bầu bí dưa, chúng ta thấy rằng trên cây họ bầu bí dưa thì cái rễ cây bị thối nhũn ha, và cây nó dễ ngã, lá non vẫn nó còn xanh tốt, và nấm chỉ gây hại ở cái giai đoạn cây con đến khi cây có một hai lá thật như thế này. Và bệnh còn làm thối cái đít trái, bệnh phát triển mạnh khi ẩm độ nó cao, và đặc biệt là nấm nó lưu tồn bên trong thân lúa, rơm rạ, cỏ dại, lục bình rất là nhiều. Hạt nấm tồn tại trong đất sau cái mùa gặt lúa thì nó có thể chúng ta lên liếp để trồng cái họ bầu bí dưa thì nó vẫn gây hại. Cây con bị nấm nó tấn công và ở cái giai đoạn phát triển thân lá, bệnh gây thối gốc cây, nấm bệnh hại gốc tạo ra những hạt nấm và cái tơ nấm như thế này. Và cái nấm xâm nhập vào cổ rễ cây con chỗ giáp mặt đất, cổ rễ bị thối nhũng, cây con dễ bị gục ngã nhanh trên mặt đất và lá nó non vẫn xanh. Cây đậu thì nó vẫn còn tươi, sau đó cây nó bị héo và chết vào những cái ngày mà có ẩm độ cao á, thì những cái cây bị gãy gục nó nhiều hơn và xung quanh gốc nó có tơ nấm màu trắng trên mặt đất. Đối với là cây cải bắp thì nó cũng bị bệnh lở cổ rễ héo vậy ha. Đối với cây cải bắp này thì cây bệnh nó sẽ suy yếu, bắp nhỏ, đôi khi héo và chết trong cái điều kiện ẩm ướt. Bệnh lây lan sang các cái cây bệnh bên cạnh và gây thối bắp, toàn bộ bắp có thể bị thối khô và bắp từ những cái lá bao phía ngoài. Trên cái chỗ thối thì nó có các hạt nhỏ màu nâu. Đây là cái gốc mà chúng ta nhổ lên thấy rằng là cái bệnh lở cổ rễ nó xuất hiện. Và bệnh lở cổ rễ ở cái cây bông vải, ở đây chúng ta thấy cây bông vải thì rất là dễ thấy ha. Khi mà mình trồng như thế này, bệnh lở cổ rễ thì chúng ta nhổ lên nó như thế này đây. Và cái bệnh nó xuất hiện gây hại vào cái thời địa kỳ mà cái cây con, từ khi cây bông vải nó vừa mới nảy mầm đến khi mà cái cây nó có đoạn từ 3 đến 4 lá thật. Cái điều kiện nhiệt độ thấp và cái ẩm độ đất cao nó cũng là một trong những cái điều kiện để cho cái triệu chứng cái bệnh này nó phát triển. Và đối với triệu chứng là cây con nó bị héo đi, ngọn nó rũ xuống. Cây bị bệnh thì rất dễ nhổ. Lúc đầu thì cái vết bệnh nó là những cái chấm nhỏ màu nâu hay là màu nâu đen. Sau đó là nó kéo dài ra và vào trong và nó lõm cái cây chúng ta xuống và ăn vào quanh cái thân. Cái bệnh nó gây hại từ khi mà cái cây bông vừa nảy mầm đến 3 đến 4 lá thật, nó làm giảm cái mật độ và tấn công cái dặm cũng như là bứng dặm của chúng ta. Bệnh hại trên các cái cây trồng khác như là cây mè, cây vừng, cây ớt, cây đậu thì nó có triệu chứng tương tự như là cái cây bông vải như thế này. Và phòng trị bệnh lở cổ rễ héo cây con đối với lại cái Rhizoctonia solani trên cái cây trồng thì chúng ta có những cái biện pháp. Thứ nhất là biện pháp về kỹ thuật canh tác, đó là vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư trồng trong cái vụ trước, nhổ bỏ những cái cây bị bệnh, đốt rễ, tiêu diệt nguồn nấm bệnh và cày bừa kỹ sang mặt ruộng cho bằng phẳng để đất thoáng và không có đọng nước, và chỉ dùng cái hạt giống không bị bệnh. Bên cạnh đó thì chúng ta luân canh cây trồng với cái cây khác họ để tiêu diệt nguồn bệnh, có cái hiệu quả khi luân canh với cây lúa nước. Và đối với các cái cây họ bầu bí dưa, không dùng rơm gạ lúa bị bệnh đốm dằn, tủ liếp trồng, đốt rơm gạ trước khi trồng dưa. Không dùng nước tưới từ cái mương lục bình, tại vì từ mương lục bình thì nó có nhiều cái nấm Rhizoctonia solani này. Chọn đất trồng phải cao ráo, dễ thoát nước, vườn ươm thoát nước tốt, không có bóng râm. Đất vườn ươm phải xử lý trước khi gieo, như là đốt rơm gạ hoặc là phủ ni lông phơi nắng vài tuần, hoặc là xử lý vôi. Khi mà chúng ta xử lý vôi thì diệt được cái bào tử nấm rất là tốt, và sử dụng phân hữu cơ, hữu quay mục, không bón nhiều phân đạm. Đó là về biện pháp canh tác. Và tiếp theo đó là về biện pháp hóa học thì chúng ta sử dụng như thế nào. Khi bệnh xuất hiện và phát triển, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị, như là cái nhóm Validacin hay là Bonanza, hoặc là chúng ta phòng ngừa bằng các loại thuốc đặc hiệu như là cái Amista 250SC với cái hoạt chất, các cái sản phẩm như là cái Hexaconazole là cái Anvin 5SC, hay là cái Difenoconazole là cái Tin Super, hoặc là sử dụng cái sản phẩm như là cái Gidubingon hay là cái Amistatop. Và chúng ta phun thuốc thì cái hoạt chất Azoxystrobin hay là Validacin, hay là hỗn hợp các hoạt chất như là Mandip, Robamid và cái Chlorothalonin, như là cái sản phẩm Revut Opti hay là Optiva, phun 7 đến 10 ngày một lần để chúng ta phòng ngừa bệnh. Đối với là cái cây bông vải thì sau khi mà bông mọc thì có thể phun thuốc từ 1 đến 2 lần bằng một trong các loại thuốc như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng cái Monseren 250SC
liều lượng là 0,3 đến 0,4 lít trên 1 hecta. Hoặc là chúng ta sử dụng cái bông siren 70 WB, liều lượng là 0,2 kg trên 1 hecta. Và validamycin thì chúng ta sử dụng là 50 cái loại validamycin 50 EC, liều lượng là 1 lít trên 1 hecta. Khi mà chúng ta xử lý cái bệnh chết rạp cây con thì mình cần phải lưu ý cái cách phun. Thứ nhất là phun tác ghép, ướt đều cây, phun thuốc lưu dẫn sẽ giúp quản lý tốt bệnh hơn là thuốc tiếp xúc. Và vòi phun phải mịn và có áp lực phù hợp trên từng loại cây trồng. Tốt nhất là quơ cần chọc từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên để tiếp cận gần gốc nơi mà có cái nhiều cái dịch bệnh. Và mùa mưa thì phải phun phòng khi bệnh chớp xuất hiện. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về bệnh chết rạp cây con. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.